Xin chào các bạn, chúng ta quay lại với môn lập trình nói sẽ. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn viết chương trình upload file sử dụng thư viện là Monter. Đầu tiên thì các bạn sẽ tìm hiểu Monter là gì. Monter là một middleware cho Express và Node.js, giúp chúng dễ dàng xử lý dữ liệu multi-path form data khi người dùng xử lý upload file. Để cài đặt thư viện Monter này thì các bạn sẽ sử dụng lệnh là npm install Monter. Sau đó thì các bạn sẽ xử lý code upload như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ require thư viện là Monter. Sau đó bạn sẽ viết một cái hàm store sử dụng là monter.destroy. Ở đây thì các bạn sẽ có một cái là destination, đây là địa chỉ lưu. Lưu ở đây thì các bạn sẽ lưu trong thư mục là public upload. Tiếp theo là file name. File name này thì các bạn sẽ sử dụng là cái ngày tháng hiện tại, ngày giờ hiện tại các bạn, cộng thêm là cái tên của file gốc. Ở đây thì mình sẽ cấu hình cái upload Monter này. Ở đây thì chúng ta sẽ gọi là store. Store ở đây chúng ta sẽ limit một cái file có kích thước là không lớn hơn quá 5 MB. Sau đó thì chúng ta sẽ export cái upload này RAM. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xử lý cái code upload phần router. Ở đây thì các bạn sẽ tạo ra một cái router.post. Ở đây thì khi mà các bạn sử dụng multipath form data này thì các bạn phải sử dụng phương thức là post các bạn nhé, không sử dụng get được ở đây các bạn nhé. Rồi ở đây thì các bạn up nhiều file thì các bạn cho là upload này chấm array email là cái tên của cái trường file của chúng ta. Ở đây thì upload tối đa là 5 file. Sau đó thì các bạn sẽ khai báo một cái file bằng request. URL email này sẽ bằng là file này, .map. Ở đây thì chúng ta sẽ thực hiện là protocol. Protocol này nó sẽ lấy ra cái giao thức, ví dụ như HTTP đó các bạn. Xuyệt xuyệt host thì nó đây nó sẽ lấy localhost, upload và cộng với cái file name là cái tên file mà khi mà chúng ta upload lên thì nó sẽ lưu lại, thì nó lấy tên file này. Sau đó thì mình ghi log ra. Sau đây thì mình sẽ tiến hành demo chương trình. Đầu tiên thì các bạn mở Visual Code lên. Trong phần cài đặt ở đây thì chúng ta sẽ cài đặt thư viện npm install Monter. Sau đó thì chúng ta sẽ chờ chương trình cài đặt Monter vào. Tiếp theo thì trong phần config này các bạn, config này các bạn sẽ new cho mình một cái file. Các bạn đặt tên là upload. .js. Ở đây các bạn sẽ khai báo một cái biến Monter, biến constant các bạn nhé, bằng require Monter constant store bằng Monter .destroy. Ở đây thì chúng ta có một cái destination 2 chấm, nó là một cái function. Các bạn sẽ đặt cho nó một cái tên, tên là function. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái request nè, file phải cb. Rồi, CB không ngoặc này, tham số đầu tiên là các bạn cho là null này. Tham số thứ hai thì các bạn sẽ cấu hình nó là public seek upload. Đây là mình sẽ upload các file nó vào trong cái thư mục này các bạn nhé. Thì để upload trong cái mục public ở đây các bạn này, đây là thư mục public của chúng ta này. Trong thư mục public thì chúng ta sẽ có một cái file upload. Thì đây các bạn, trong public này các bạn sẽ new mình một file upload ở trong này. Ok chưa? Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái file name.
hai chấm function là chúng ta truyền vào là request file cb này truyền vào ba thông số. Thông số đầu tiên thì các bạn biết là null. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái đô la này. Đô la đây chấm now, đây là ngày giờ hiện tại này. Mình sẽ cộng với là đô la file chấm original, đây là tên file gốc các bạn nhé. Rồi sau đó thì các bạn sẽ khai báo một cái upload constant upload bằng pointer store store cái store i này là bằng store i này các bạn, hai chấm như vậy cho bạn. Rồi cái này các bạn nhé, đang gọi cái này, hoặc là bạn bạn có thể là thêm một dấu gạch phía dưới để cho mà mình phân biệt được cái này các bạn nhé. Đây rồi phẩy này, mình có thể là thêm cái này là thêm option đó các bạn, có cũng được không có cũng được. Limit ở đây thì chúng ta sẽ vào file size 50 nhé, 50 là bằng 5 nhân cho 1m là 1024 nhân cho 1024 KB là bằng 5m các bạn nhé. Rồi sau đó mình sẽ là module chấm export bằng upload. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ viết cho nó một cái upload router để test các bạn nhé. Cái này là phải test upload router chấm js. Thì trong cái upload router này thì nó cũng giống như mấy thằng khác thôi. Ở đây các bạn sẽ copy mấy thằng này vào. Và ở dưới này nó sẽ có export. Rồi các bạn lưu lại. Cái này mình sẽ close on các bạn nhé. Rồi upload router này. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái này. Ở đây mình sẽ có một cái upload cái này là bằng config nhưng mà là bằng module config này, sheet này, upload. Rồi ở đây thì mình có một phương thức là test, ở đây mình sẽ là cho là pull các bạn nhé, test upload này thôi. Upload file ok. Rồi sau đó chúng ta sẽ thử npm run dev. À, ở đây thì các bạn sẽ gọi trong cái hàm app này là đó. Trong app này thì các bạn sẽ gọi một cái router này. Upload router. Ok. Dưới này thì bạn sẽ gọi một cái router. Nay mình sẽ cho là upload upload router các bạn lưu lại. Thì cái file của chúng ta ở đây các bạn mở thằng postman lên, chưa bạn tả vô trong này là upload này, sheet test
để xem thử nó có chạy không. Rồi nó báo cho chúng ta là Flashpoint là một cái resource upload. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành là code cái phần upload router này. Ở đây thì mình sẽ có một cái router kiểu post thì mình sẽ copy xuống rồi nhé. Ở đây mình sẽ ghi là monitor upload, nghĩa là upload nhiều file đó các bạn. Chỗ này thì bạn sẽ truyền vào cho nó là một cái upload. Upload là đang gọi hàng này các bạn nhé. Upload.array. Ở đây mình sẽ truyền vào một cái email. Khối đai của chúng ta là 5 file. Phải async request response một cái arrow function. Ok, chỗ này thì chúng ta sẽ viết là track hết. Ở đây thì chúng ta sẽ khai báo một cái constant này. File bằng request. Sau đó thì chúng ta khai báo một constant URL image bằng file.map. Ở đây chúng ta sẽ truyền vào một cái file. Rồi ở đây chúng ta sẽ, đây là cái dấu nháy các bạn nhé. Cái này không phải giống như đơn nữa các bạn nhé. Đô la này. Request chấm protocol 2 chấm xuyệt xuyệt đô la mở ngoặc request chấm get. Bạn sẽ truyền vào, ở đây là mình sẽ có một cái host. Xuyệt xuyệt upload một dấu xuyệt thôi các bạn nhé. Xuyệt đô la mở ngoặc file chấm đây này. Ok, sau đó thì bạn có thể là ghi log này ra URL email. Và ở đây chúng ta sẽ ghi log error mà. Nếu có lỗi thì chúng ta sẽ ghi error. Bạn lưu lại. Sau đó mình sẽ chạy chương trình và kiểm tra kết quả. Các bạn mở chương trình lên. Chương trình của chúng ta sẽ chạy vào cái main upload này. Ở đây là phần thức là post các bạn nhé. Rồi các bạn sẽ chọn body này. Sẽ chọn là form data này. Ở đây thì mình sẽ truyền vào cho nó là một cái array là email này, là cái key của nó đó. Rồi cái này là kiểu file các bạn nhé. Rồi các bạn sẽ chọn nó file file. Ví dụ như mình có là 3 file này. Ok này. Sau đó các bạn bấm save. Rồi sau đó thì bạn sẽ xem là kết quả này trong file upload này. Các bạn thấy nó send cho chúng ta là được 3 file này. Cái này là ngày giờ hiện tại này, đây là tên file, file gốc này. Các bạn thấy này, tên file gốc. Rồi ở đây thì mình đã send được rồi. Ở đây thì các bạn thấy chương trình của chúng ta đã upload file lên được trên từ một upload của chúng ta. Thì sau đó thì các bạn sẽ gắn nó vào trong cái router, cái root router của chúng ta. Thì trong cái root router của chúng ta ở đây các bạn, thì nó sẽ có một cái app. Trong cái root của mình thì nó sẽ có một cái email. Đấy các bạn thấy email. Ok chưa? Thì đây chúng ta sẽ thực hiện điều này như thế nào. Đầu tiên thì các bạn sẽ có một cái blog này. Trong blog này có config, các bạn copy cái config bỏ vào này. Rồi lưu lại này. Tiếp theo cái blog của chúng ta này, trong cái
cái phương thức ad của mình này, nó sẽ có một cái block view cái này này, ok không? Đây thì chúng ta sẽ copy cái đoạn này này, đây copy hết cái đoạn này, control c này, đó, thì cái phương thức ad của nó đây, bây giờ, cô chán ngay cái đoạn này luôn, rồi nó vẫn thiếu cái block này này, rồi các bạn lưu lại này, cái trong cái fruit của mình này, cái thằng các bạn thấy này, cái model của chúng ta, cái email nó như thế nào thì các bạn sẽ copy nhé, copy cái này này, dán vào trong cái này này, ok nha, đây, chú ý cái này là cái property của model mình này, bạn chú ý nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ copy tiếp này, ở đây chúng ta sẽ có hai file này, một cái chúng ta chỉ có trong cái target của chúng ta này, chúng ta chỉ có hai file chính này thôi các bạn, còn cái này ghi log ra thôi. Bạn muốn ghi log ra cũng được, không muốn ghi log cũng được. Thì cái này là 2.9 thì các bạn copy hai cái này bỏ vào thôi. Rồi trong cái target của chúng ta này, các bạn dán vào. Ok. Đây là trong khoảng 90% rồi các bạn. Thì khi bạn new cái model này, model bằng new model này. Sau đó thì cái reserve bằng cái model.save thì nó lưu lại. Thì khi mình có lưu cái model này thì trong cái model của mình này. Này, trong model của mình nó sẽ có một cái trường email này. À. Mình sẽ bằng cái này các bạn. Mình lấy được cái URL email này thì mình sẽ gắn ngược lại trong cái email trong cái model. Được chưa? Sau đó thì cái model.save thì nó sẽ lưu lại. Ở đây thì các bạn có thể là chạy test thử chương trình, các bạn lưu lại này. Rồi, chúng ta sẽ test thử chương trình. Ở đây thì các bạn có thể là chọn fruit ad này. Body này, ở đây mình không chọn body các bạn nha, và bạn chọn là form data này. Trong form data của chúng ta thì các bạn sẽ mở là người ta này, mình sẽ có name này, ok chưa? Tiếp theo là mình sẽ có quantity này, tiếp theo là mình chúng ta có price này, status này, email này. Description này. ID distributor này. Rồi. Name ở đây mình sẽ cho nó là ví dụ như là dưa hấu này. Số lượng là 100. Giá là 20.000. Status thì các bạn cho bằng 1. Email ở đây thì các bạn sẽ chọn là đây, cho bằng file các bạn nhé. Bạn sẽ chọn ở đây chúng ta sẽ 1 4 file luôn, một bình. Được chưa? Email là bằng 4 file. Description là dưa hấu Việt Nam này. Rồi. ID distributor. Ở đây thì các bạn mở cái compact lên. Đây mình sẽ cho fruit cũng được. Rồi bạn sẽ copy một cái ID. Các bạn dán vào. Đây là bấm C. Rồi các bạn thấy kết quả của chúng ta này. Thêm thành công này, dưa hấu này. Và chúng ta sẽ có là một mảng email này. Email của chúng ta chỉ lưu URL thôi các bạn. Và nó sẽ lưu vào trong database. Thì đây các bạn mở database lên và các bạn có thể test lại. Đây. Các bạn thấy email này. Được chưa? Email phía trên này. Đó. Đây những email mà trước đó chúng ta làm thì nó ghi là ảnh 1, ảnh 2 này. Những email sau đó thì các bạn thấy nó ghi là localhost này, upload này, tại email. Cái bài này mình hướng dẫn các bạn upload file. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Chào các bạn.